Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự sáng thứ bảy, ngày 28 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin chúc quý vị khán giả có những ngày cuối tuần vui vẻ. Chương trình thời sự sáng nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung sau. Bảo vệ môi trường trong chế biến gỗ ở chợ mới. Chợ đồn tập trung thu hồi vũ khí vật liệu nổ. Bạch Thông giáo dục an toàn giao thông cho thanh niên. Thưa quý vị, là địa phương có thế mạnh trong phát triển kinh tế rừng. Những năm gần đây bên cạnh việc trồng rừng để giải quyết đầu ra, rất nhiều doanh nghiệp cá nhân ở chợ mới đã đầu tư xây dựng cơ sở chế biến lâm sản quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên để không vi phạm, đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường, huyện chợ mới đã có nhiều giải pháp chặt chẽ ngay từ các bước chuẩn bị đầu tư. Với khoảng 3.000 ha rừng trồng đã và đang cho khai thác, hiện nay Quảng Chu là xã có số lượng cơ sở chế biến gỗ lớn nhất của huyện chợ mới. Ngoài những hợp tác xã do người dân trong xã thành lập, đã có không ít nhà đầu tư từ ngoài tỉnh thuê đất và mở những cơ sở chế biến lâm sản. Đây là những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và chế biến gỗ. Tuy nhiên, khi thành lập mới, những cơ sở này đều phải tuân thủ chặt chẽ các bước đầu tư, đặc biệt là các giải pháp bảo vệ môi trường. Trước khi tôi lên đây thì cũng được các anh ở đây là đến tư vấn. Và tư vấn rất là sát sao với cái xưởng của tôi, với xưởng thực tế của tôi ấy. Và được chỉ dẫn là nhiệt tình trong về cái công tác mà cấp giấy phép bảo vệ môi trường ấy. Hàng cứ độ khoảng là vài một thời gian nào đó thì các anh ấy sẽ đến là hướng dẫn. Ví dụ như mình làm cái này chưa hợp lý hay như nào thì các anh sẽ hướng dẫn. Đấy, để làm sao mà cho phù hợp với xưởng hơn và đảm bảo nhất là cái công tác về môi trường, vệ sinh môi trường. Ngoài các doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ có quy mô khá lớn tại khu công nghiệp Thanh Bình. Hiện nay, huyện chợ mới có khoảng 30 hợp tác xã, cơ sở chế biến gỗ với quy mô vừa và nhỏ. Hạn chế của những đơn vị này là dây chuyền sản xuất khá gần với khu dân cư và quy hoạch nguồn nước xả thải chưa được bài bản đồng bộ. Vì vậy, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường sẽ xảy ra nếu không được quản lý chặt chẽ. Trước năm 2022, thì các hợp tác xã đã cam kết bảo vệ môi trường. Cái số còn lại thì hiện nay theo cái quy định của luật bảo vệ môi trường mới thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 thì hiện nay huyện chợ mới đã thành lập cái tổ công tác để đi hướng dẫn và kiểm tra hướng dẫn để cấp phép bảo vệ môi trường cho các hợp tác xã. Để tháo gỡ những khó khăn về quỹ đất, hạ tầng phụ trợ cho lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là sản xuất chế biến gỗ, một bước đi quan trọng tới đây của huyện chợ mới đó là quy hoạch đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Quảng Chu. Đến nay việc triển khai đang được các cấp ngành của huyện thực hiện khẩn trương. Có cụm công nghiệp Quảng Chu đã và đang tiến hành cái công tác kiểm đếm đo đạc và giải phóng mặt bằng. Và xác định được những thuận lợi như vậy, thì thời gian qua Ủy ban huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban xã Quảng Chu là cập nhật kế hoạch sử dụng đất của năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất của giai đoạn 2021 và 2030. Đây cũng là cái điều kiện rất thuận lợi để cho huyện thu hút các nhà đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế hội của huyện. Và hiện nay thì đã có nhiều nhà đầu tư đã đến khảo sát, nghiên cứu và lập dự án. Kinh tế rừng đã và đang góp phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện chợ mới. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường với lợi ích kinh tế, thì việc kiểm soát chặt chẽ trong sản xuất, chế biến gỗ là vấn đề quan tâm đặt ra. Thưa quý vị, nhiều tuyến đường của thành phố Bắc Cạn đã được xây dựng từ lâu hoặc đầu tư không đồng bộ, nên vỉa hè có nơi bị bong chóc, xuống cấp. Thành phố đang lên phương án thực hiện sửa chữa, xây mới vỉa hè một số tuyến phố, trong đó đường Trường Chinh có đoạn từ khách sạn 10 tầng đến ngã tư giáp đường Phùng Chí Kiên. Dọc tuyến này, hai bên vỉa hè chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu nhất quán, gây mất mỹ quan đô thị. Địa phương cũng sẽ đầu tư xây mới vỉa hè một số tuyến, trong đó có tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua cầu Phá Cũ. Dọc tuyến này, mặt đường đã nhiều chỗ bong chóc, vỉa hè chật hẹp, chưa được lát gạch, nhiều hộ dân lấn chiếm trồng hoa, cây cảnh.
Việc được đầu tư sửa chữa nâng cấp các tuyến phố là cần thiết trong lộ trình quy hoạch thành phố Bắc Cạn đến năm 2030, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 2 đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2022. Nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đến dự và ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em của huyện. Tháng 6 hàng năm là tháng hành động vì trẻ em. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đơn vị và các tầng lớp nhân dân huyện Chợ Mới không ngừng đưa ra các giải pháp và hành động thiết thực nhằm bảo đảm cho trẻ được hưởng các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống như giáo dục, chăm sóc y tế, giúp đỡ trẻ em trong trường hợp cần thiết, đẩy mạnh công tác quản lý giáo dục, giúp các em mỗi dịp hè đến tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho các em. Mục đích của tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè là nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ngăn chặn và xử lý kịp thời nguy cơ xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Tại lễ phát động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã hưởng ứng quyên góp ủng hộ gần 28 triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em huyện Chợ Mới. Trường mầm non Nà Phạc, huyện Ngân Sơn vừa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mầm non Nà Phạc được thành lập năm 1994, được tách ra từ trường cấp 1, cấp 2 Nà Phạc. Hiện nay, trường có diện tích đất sử dụng là hơn 6.600 m², nằm giữa trung tâm thị trấn, thuận lợi cho việc đưa đón các trẻ của phụ huynh. Các phòng chức năng đầy đủ, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, an toàn, đúng quy cách, trang trí phù hợp theo chuẩn đã quy định. Trường có 25 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có 23 cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học. Năm học 2021-2022, nhà trường có 13 nhóm lớp với 265 trẻ. Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Hàng năm có 100% trẻ trong độ tuổi được huy động ra lớp. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Bắc Cạn vừa lắp đặt, trao tặng cho trường Trung học cơ sở Xuất Hóa thành phố Bắc Cạn một phòng học với 12 máy tính. Đây là công trình thanh niên của Đoàn Thanh niên Điện lực Bắc Cạn trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Trường Trung học cơ sở Xuất Hóa có gần 200 học sinh. Hiện nhà trường đã đưa vào giảng dạy bộ môn tin học nhưng đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Việc được tặng phòng máy tính này đã kịp thời giúp nhà trường khắc phục khó khăn trong dạy và học. Năm học 2021-2022, thực hiện nghị quyết số 54 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Bắc Nạm đã hỗ trợ gần 800 triệu đồng cho 19 trường học nội trú và trường có học sinh bán trú. Trong đó, huyện thực hiện khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh theo nghị quyết số 54 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định không quá 9 tháng một năm học tính từ ngày 1 tháng 9 năm trước đến hết ngày 31 tháng 5 năm sau. Tổng kinh phí gần 684 triệu đồng, hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho học sinh ở bán trú, trong đó học sinh ở bán trú được hỗ trợ 100% tiền điện thắp sáng theo thực tế sử dụng, nhưng tối đa không quá 10 kWh một học sinh một tháng, với tổng kinh phí trên 47 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên quản lý học sinh ở bán trú trong trường ngoài giờ lên lớp được tính theo định suất bằng 50% mức lương cơ sở một tháng, không quá 9 tháng một năm. Qua đó đã tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn ở xa trường đều được tham gia học tập, hạn chế tình trạng bỏ học. Năm nay, huyện Nari có 117 cá nhân tập thể ở các địa phương, đơn vị đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo. Trong đó có 111 mô hình tập thể và 6 cá nhân, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính, xây dựng đảng, chính quyền, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc. Các đơn vị đã có những việc làm hành động cụ thể để thực hiện mô hình, trong đó chú trọng vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới, vận động người dân hiến đất, hiến công, xây dựng các công trình công cộng, đồng thời xây dựng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế xa trại, trang trại, xây dựng các sáng kiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới, căn cứ vào công văn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh này. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường giám sát để phát hiện những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh trên địa bàn, phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur để chẩn đoán, xác định ca bệnh và xử lý kịp thời. Bệnh đậu mùa khỉ
lây truyền từ người sang người khi tiếp xúc gần với tổn thương, dịch cơ thể, giọt bắn, đường hô hấp và các bề mặt bị nhiễm virus như chăn, ga, gối, đệm từ người bệnh. Thưa quý vị, xác định tầm quan trọng của công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Thời gian qua, Công an huyện Trợ Đồn đã quyết liệt triển khai các biện pháp đẩy mạnh công tác này, qua đó góp phần tạo chuyển biến về nhận thức của nhân dân. Hôm nay, anh Hoàng Văn Hiếu ở tổ 16 thị trấn Bằng Lũng, huyện Trợ Đồn chủ động giao nộp súng tự chế. Mặc dù đây là loại súng thủ công được anh sử dụng để bắn chim hoặc thú, tuy nhiên loại súng này có khả năng gây sát thương rất cao. Sau khi được công an thị trấn tuyên truyền về những tác hại của việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, anh chủ động giao nộp hai khẩu súng cho lực lượng công an quản lý. Thì ngày trước đây thì chưa được sự tuyên truyền của nhà nước, thì ngày xưa thì em thì cũng đi gặp thì em mua về gọi là sử dụng bắn chim bắn chiếc thôi, nhưng mà đến khi mà được sự quan tâm của cơ quan nhà nước, công an vận động thì em cũng mang ra nộp cho cơ quan. Lực lượng công an đánh giá huyện Trợ Đồn là địa bàn còn nhiều hộ dân sử dụng vũ khí để săn bắn hoặc giữ súng trong nhà. Đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Vì vậy, thời gian qua, Công an Trợ Đồn đã đẩy mạnh phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của người dân về những nguy hiểm của việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thông qua các đợt tuyên truyền vận động, các đợt cao điểm, trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã thu hồi được 63 khẩu súng các loại, 5 kg đạn các loại, gần 70 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, linh kiện lắp ráp vũ khí. Tuyên truyền vận động thì cũng còn gặp nhiều những khó khăn nhất định. Tuy nhiên là với cái lực lượng công an cơ sở và trực tiếp thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng thường xuyên tuyên truyền, thì người dân cũng dần hiểu được cái nguy cơ tiềm ẩn nếu như mà tiếp tục là tàng trữ và sử dụng, nên là cái người dân cũng đã có sự chuyển biến tích cực trong cái việc tự động tự nguyện giao nộp các loại súng săn cũng như là vũ khí vật liệu nổ cho lực lượng công an. Để nâng cao nhận thức người dân, bám sát phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, Công an huyện Trợ Đồn tiếp tục phối hợp với các địa phương, đặc biệt là trưởng thôn, người có uy tín, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng, buôn bán, vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Bạch Thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Đa số việc chấp hành của người dân đều tốt, tuy nhiên một bộ phận không nhỏ thanh niên vi phạm luật giao thông. Do đó, việc tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho thanh niên là cần thiết. Không đội mũ bảo hiểm khi đi qua tổ tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông thì dắt xe, lách luật. Không chỉ một, hai đối tượng mà đến vài chục thanh niên, học sinh thực hiện hành vi này. Đó là những hình ảnh ghi lại ngày 18 tháng 5 trên tuyến đường tỉnh 258, đoạn qua thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Đáng báo động là hành động này lại được đông đảo thanh niên hưởng ứng cổ súy. Tình trạng thanh niên vi phạm như thế này không phải là hiếm gặp. Xuống xe, dắt xe đi qua chốt của cảnh sát giao thông. Đấy, lý do là xe bị hỏng, xe bị hết xăng. Đấy là những cái mà khó khăn trong công tác xử lý. Thì tuy nhiên thì cái này thì cũng mong muốn tới đây sẽ tăng cường được những cái biện pháp như tuyên truyền từ địa phương cho đến nhà trường, để làm sao là gia đình cũng như là thầy cô và giáo viên là quán triệt học sinh cũng như con em trong gia đình là chấp hành làm sao để cái công tác đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn. Thực hiện đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5, tổ tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông Công an huyện Bạch Thông đã tăng cường ra quân tuần tra trên các tuyến đường. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử lý 238 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách gần 48 triệu đồng. Ngoài các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn, thiếu giấy tờ xe, thì đáng chú ý có 11 trường hợp dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông. Tình hình vi phạm, lách luật chủ yếu là các đối tượng thanh niên. Mặc dù thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ,
các nhà trường đã lồng ghép vào chương trình học, chương trình ngoại khóa. Tuy nhiên, việc chấp hành của một số học sinh, thanh niên vẫn chưa nghiêm túc. Thỉnh thoảng cũng có tuyên truyền, thứ nhất là trong các buổi cháo cờ này, rồi là khi mà lên lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng có tuyên truyền trong các cái giờ sinh hoạt lớp hoặc là hoạt động ngoại khóa. Nói chung là chị thấy cũng có cái sự chuyển biến, bởi vì là học sinh thì chủ yếu đi học là cũng đi xe đạp thôi, nhưng mà các em cũng không đi kiểu đi dàn hàng ngang nữa. Còn phụ huynh thì cũng nói chung là cũng nhiều người ở trong thôn, trong làng ấy, nên là đi ngoài đường cũng có một số phụ huynh là cũng chưa đội mũ đầy đủ. Việc tuyên truyền thực hiện đúng luật giao thông đường bộ cần phải có sự vào cuộc của nhà trường, gia đình và bản thân người tham gia giao thông. Nhiều trường hợp phụ huynh còn chủ quan, mắc lỗi, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm khi đưa đón con, vô tình trở thành tấm gương xấu cho học sinh. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cho học sinh, thanh niên sử dụng xe máy, xe điện sớm mà không có sự quản lý chặt chẽ cũng làm gia tăng tình trạng vi phạm luật. Vì thế, với mỗi gia đình cần nhắc nhở con em khi tham gia giao thông, nếu cố tình vi phạm cần có biện pháp quản lý, giáo dục nghiêm để thanh niên, học sinh chấp hành quy định của luật giao thông đường bộ. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn có địa chỉ bắc cạn tv.vn.